Chuyện ma kinh dị với nhan đề Quý Nhi trở về, sao mẹ bỏ con, tác giả Mây Hạ. Ủng hộ tác giả, ấn theo dõi trang tác giả nhé. Mình có để thông tin trong phần mô tả video. Còn bây giờ, mời quý khán thính giả thưởng thức chuyện nhé. Lan đi từ phòng khám thai ra, gương mặt rầu rĩ. Vừa bước chân ra khỏi phòng thì có người đàn ông sốt sắng chạy lại. Sao rồi? Bác sĩ bảo gái hay trai? Người đàn ông đó không ai khác mà là Sĩ, chồng của cô. Thấy hỏi mà vợ lại không đáp, gương mặt của hắn bắt đầu thay đổi sắc thái. Từ vẻ mặt mong chờ thay vào đó lại pha chút tức giận. Hắn lập tức giật lấy tờ siêu âm trên tay của chị, mặt mày đỏ bừng tía tai mắng xa xả vào người đàn bà khốn khổ phía trước. Lại là con gái? Mày sinh cho tao một bầy vịt trời ở nhà kia, còn chưa đủ hay sao? Lan đau khổ, cô vừa khóc nức nở vừa đáp. Anh tưởng tôi muốn như thế hay sao? Lúc nào anh cũng mắng chửi tôi vô dụng thế, thì anh kiếm con khác mà ăn nằm. Tôi chịu hết nổi anh rồi. Thấy người vợ đầu ấp tay gối bao năm, cũng chẳng khác gì cái bao cát cho hắn xả giận mỗi trận say bì tì. Hay là có điều gì làm hắn tức giận? Hôm nay lại cả gan bật lại những gì hắn nói, thì Sĩ bực lắm. Hắn vo nát tờ giấy trong tay, không ngại ngần chỗ đông người mà vung tay tát chị một cú như trời giáng. Con chết tiệt này, mày còn dám cãi? Để xem cái loại như mày, sau khi cút khỏi nhà tao, thì có thằng ngu nào rước hay không? Nhân viên y tá cùng những người dân thăm khám thấy hành động vũ phu của hắn thì vội vàng can ngăn. Nhưng sự ác ôn của hắn như đã ăn vào máu mà vẫn sấn sổ tới chỗ chị Toan định đá thêm vài cái, thì lập tức một cú đấm văng thẳng vào mặt của hắn, khiến cho máu mồm cứ thế chảy ra. Sĩ ngã lăn xuống đất, ôm người kêu rên đau đớn. Hắn định quen thói ăn vạ như mọi lần hắn vẫn làm để kiếm chút tiền bồi thường mà đốt vào các cuộc đỏ đen hoặc những chầu nhậu cùng mấy thằng bạn lưu manh của mình. Nhưng hắn ta đã sai khi chẳng có ai quan tâm đến hắn mà chỉ đến chỗ Lan đỡ cô ngồi dậy. Cô có sao không? Tôi không sao. Lan trả lời một cách yếu ớt câu hỏi của người đàn ông đã ra tay cứu giúp cô trước mặt. Sĩ hầm hè. Hắn trừng mắt. Thằng kia mày là ai sao lại xen vào chuyện của gia đình tao? Như không hề quan tâm đến kẻ vũ phu kia, người đàn ông chỉ đưa tấm danh thiếp của mình cho Lan rồi bảo: Tôi là Nam, hiện đang làm luật sư. Nếu cô có việc thì cứ liên hệ qua số này. Dứt câu, người đàn ông tên Nam kia cất bước đi ra khỏi khoa sản. Những người xung quanh thi nhau bàn tán, người an ủi Lan người thì mắng chửi Sĩ. Thời đại nào rồi mà còn trọng nam khinh nữ? Cái loại dốt nát này chắc không được giáo dục hay sao, mà không biết phần lớn giới tính của thai nhi là do bố nó quyết định. Thôi thôi, về mà tìm hiểu đi, chứ đừng có mà làm loạn xã hội. Tên Sĩ ngượng lắm. Trước sự chỉ trích của đông đảo mọi người, hắn chỉ biết che mặt lầm lũi bước ra, nhưng vẫn không quên đe dọa người vợ còn đang khóc nấc lên từng hồi. Mày về thì biết tay ông. Khoảng 2 tiếng sau, Lan ngồi trên chiếc xe Wave để trở về nhà. Vừa đến cổng thì đã nghe tiếng la khóc của bọn trẻ. Bố ơi, con xin bố, con có làm gì đâu. Mẹ ơi, cứu con. Lan vội lao vào trong nhà. Trước mắt cô là một khung cảnh hỗn độn. Hai đứa con gái đang bị Sĩ túm tóc giật lên giật xuống lia lịa. Mày gọi mẹ à? Gọi đi xem nào. Lan thấy con bị đánh thì tức lắm. Bản năng của một người mẹ thôi thúc cô phải làm điều gì đó. Vậy là sẵn có cây chổi gần đấy, Lan vừa chạy đến vừa hét. Thằng khốn nạn, thả con tao ra. Thả ra. Từng tiếng thả ra là từng phát đập của cô vào người chồng khốn nạn. Sĩ lảo đảo. Hắn ngỡ ngàng trước thái độ của người vợ nên đã buông tay để hai đứa trẻ chạy thoát. Thấy có cơ hội, hai đứa trẻ chạy nhanh ra bên ngoài, la khóc dữ dội. Ở khoảng sân cũng đang lố nhố, những người hàng xóm nghe thấy tiếng la khóc mà chạy sang xem. Thấy hai đứa chạy ra, đầu tóc bù xù lại cùng mấy vết bầm tím khắp người thì tức lắm. Bà Hà hàng xóm hô lên: Đi vào trong bắt cái thằng chết tiệt kia ra đi bà con. Còn con Lan ở trong đấy không biết có làm sao hay không. Chưa nói hết câu thì từ bên trong Lan đã chạy ra. Cô biết bản thân đang có thai nên không muốn liều mình với tên chồng bội bạc, nên sau khi thấy hai đứa con an toàn rời đi thì cũng chạy ra bên ngoài. Đằng sau chị, thân hình to lớn của tên Sĩ vẫn đang đuổi theo, trên đầu còn chảy ra những dòng máu. Cái con kìa, mày đứng lại. Nhưng đời nào chị chịu đứng lại, cũng chẳng ai để cho hắn ra tay. Một toán thanh niên trong làng lao ra ôm chặt lấy hắn. Sĩ, mày bình tĩnh lại, mày định giết vợ con mày hay sao? Thả ra bọn chó, tao phải giết nó.
cái lũ vịt rời nhà chúng nó. Bà Hà cáu lắm, bà chạy đến mắng thẳng vào mặt tên sĩ. Mày im nha thằng kia, vịt rời nào, mày từ đâu chui ra mà mày khinh phụ nữ tụi tao? Mày ngon mày tự đẻ con ra xem nào. Tiếng xe cảnh sát đến, tên sĩ lúc này mới hoảng hốt, hắn ngó nghiêng xung quanh hỏi. Sao cảnh sát lại tới đây? Là đứa nào báo? Đâu đó trong đám người cất tiếng. Nay thì hổ báo với dân làng, phen này mày chết. Công an nhanh chóng đưa tên sĩ đi, nhưng hắn vẫn ngoan cố chống cự. Hắn nhìn Lan đang ôm hai đứa con vào lòng mà kêu cứu. Lan ơi, anh biết lỗi rồi. Em bảo họ thả anh đi. Lan, Lan ơi. Tiếng của hắn vẫn không ngừng xin xỏ, kể cả khi đã bị nhét vào trong xe. Một viên cảnh sát đến gần cô bảo. Nếu được mong chị chiều nay đến cơ quan chúng tôi để trình báo làm rõ vụ việc. Vâng, các anh vất vả rồi. Những chiếc xe cảnh sát xa dần. Người làng cũng đưa ba mẹ con chị vào trạm xá thăm khám. Một cô y tá đến chỗ chị cất giọng hỏi. Trên người hai đứa trẻ có dấu hiệu bị đánh đập lâu ngày. Chị có biết việc này không? Sao cơ? Cô nói vậy là có ý gì? Trước giờ tôi đâu có đánh đập gì cháu. Hôm nay do gã chồng tôi hành hạ hai đứa, nên tôi mới đưa hai cháu đến đây. Cô y tá thấy Lan hoảng hốt thì từ tốn giải thích. Có lẽ chồng chị không đánh hai đứa con mình chỉ lần một lần hai mà là thường xuyên đánh. Cơ thể hai đứa bé xuất hiện rất nhiều những vết bầm. Nghe cô y tá nói đến đây thì Lan bật khóc. Cô từng nghe bà Hà nhiều lần nói rằng nghe thấy hai đứa la khóc in ỏi. Nhưng khi cô về hỏi thăm thì chúng lại chẳng hề hé răng một lời. Bây giờ Lan mới để ý những ánh mắt sợ hãi mà hai cô con gái dành cho Sì mỗi khi hắn đến gần. Tôi đúng là một người mẹ vô tâm. Đúng rồi, tôi phải ly hôn, phải giải thoát cho ba mẹ con tôi. Lan xúc động khóc nấc lên. Ý chí trong cô đang được nhen nhõm. Lan rút tấm danh thiếp mà Nam đã đưa cô lúc sáng. Hơi có chút chần chừ nhưng Lan vẫn bấm số gọi. Ở đầu dây bên kia, tiếng của người đàn ông có chút quen thuộc vang lên. Alo, tôi là luật sư Nam. Cho hỏi bạn gọi tôi có việc gì vậy? Lan ấp úng, mãi mới nói được. Tôi là cô gái sáng ngày được anh giúp. Dù rất ngại nhưng anh có thể giúp tôi việc này được hay không ạ? Cô cứ nói đi, nếu được tôi sẽ giúp. Vậy là Lan trình bày hết câu chuyện của bản thân cùng mong muốn sẽ ly hôn với người chồng vũ phu hiện tại của mình. Nam sau khi nghe xong, không chút do dự đồng ý ngay. Được, tôi sẽ giúp. Tôi cảm ơn anh, Lan cúp máy, nhìn vào hai đứa con đang nằm trên giường bệnh mà không khỏi xót xa. Mẹ sẽ không để hai đứa phải khổ nữa. Vậy là với sự trợ giúp của Nam, cùng với những tệp chuẩn đoán của bác sĩ về hành vi bạo lực của tên sĩ đối với hai đứa trẻ, thì tòa nhanh chóng thông qua việc đơn phương ly hôn của Lan. Cô còn không ngần ngại kiện sĩ với tội danh bạo lực gia đình mặc cho hắn nài nỉ xin xỏ. Sĩ bị tuyên án 2 năm tù, một thời gian không phải là dài nhưng cũng đủ để Lan đi theo một con đường mới. Nhưng điều mà không ai có thể nghĩ đến là quyết định phá thai của cô. Lan muốn vứt bỏ đứa con trong bụng như cắt đứt sự liên hệ với sĩ. Và sâu tận trong tâm, cô vẫn luôn nghĩ rằng chính đứa con chưa chào đời này là nguyên nhân của tất cả. Vậy là cô quyết định đến nơi phá thai chui để thực hiện nguyện vọng của mình. Đứng trước cửa phòng khám, Lan có chút áy náy, nhưng chỉ thoáng chốc mà nhanh chóng vụt qua. Người đàn bà khốn khổ ấy đã quyết định từ bỏ đứa con tội nghiệp này. Ca phá thai thành công. Xác của thai nhi cô hãy mang về mà chôn cất. Lời nói của vị bác sĩ vang lên khi thấy Lan tỉnh lại trên giường bệnh. Lan khẽ lau đi giọt nước mắt, cô ngồi dậy nhưng có chút khó khăn vì cơn đau dưới bụng. Nếu nó được sinh ra thì chắc hẳn sẽ là một cô bé rất dễ thương, vị bác sĩ lại tiếp. Lan không còn đủ kiên nhẫn, nếu cô không đi nhanh mà còn ngồi lại nghe thì chắc không kìm lòng được mà khóc mất. Xác con bé đâu? Cô hỏi một câu trống không. Vị bác sĩ đi đâu đó rồi trở lại với một bọc ni lông đen thùi lụi. Ông ta nói với cô bằng một giọng chân thành. Hãy chôn cất tử tế để an ủi vong linh đứa trẻ. Lan nhanh chóng trả tiền rồi rời đi. Bây giờ trong đầu cô ong ong toàn những câu sám hối. Chiếc ni lông đen cô không dám mở ra vì không đủ can đảm đối diện với người con còn chưa kịp nhìn ánh sáng. Nhưng sự ăn năn đó thoáng chốc lại thêm tức giận. Không hiểu tại sao lúc này Lan lại muốn đổ hết tội lỗi cho đứa trẻ. Thậm chí cô còn thấy hận nó. Dừng trước dòng sông Hồng đang oằn mình uốn lượn, Lan cảm thấy tâm hồn trở nên thư thái hơn phần nào. Bỗng nhiên cô nghe thấy có tiếng trẻ con khóc. Tiếng khóc vang lên rồi tắt nghẹn.
Lan luống cuống nhìn ngó xung quanh xem có đứa trẻ nào ở gần đó, nhưng tuyệt nhiên không hề có ai. Mẹ! Mẹ ơi! Có tiếng gọi mẹ ở đâu đây? Và Lan như chết đứng khi nhận ra tiếng gọi phát ra từ ngay bên cạnh. Chiếc túi ni lông chứa xác thai như đang cựa quậy không ngừng. Cô hét lên. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Trong lúc đang bàng hoàng tột độ như một quán tính, Lan cầm lấy nó vứt luôn xuống mặt sông. Một tiếng tụm vang lên, nhưng sao Lan lại thấy thật rợn người. Cô nghe như tiếng trẻ con đang réo khóc như vọng về từ nơi u linh sâu thẳm. Cô nhìn xuống dòng sông, nơi xác của thai nhi đang lững lờ trôi nổi theo giọt nước, miệng khẽ mấp máy. Tha lỗi cho mẹ. Kể từ hôm ấy, việc cô phá thai truyền đi khắp nơi, có người thông cảm lại có kẻ mỉa mai. Sống trong sự dòm ngó của láng giềng, Lan dù muốn hay không cũng phần nào rất khó chịu. Vì vậy, cô quyết định về nhà mẹ đẻ ở. Bà Tư thấy con gái cùng hai đứa cháu về sống cùng thì vui lắm. Bà quá chồng khi mới đẻ Lan. Từ ấy bà một mình đơn thân nuôi cô ăn học. Khi biết cuộc sống của con gái chẳng hề hạnh phúc, thì bà xót xa lắm. Vì vậy mà luôn chăm sóc cho ba mẹ con tận tình. Nhưng điều mà bà trăn trở nhất là lời thú nhận của đứa con gái rằng đã phá thai. Sao mày lại làm thế hả con? Nó có làm gì nên tội mà mày nỡ phá nó đi thế hả? Con muốn làm lại cuộc đời. Đẻ nó ra thì lấy gì mà nuôi thân với hai đứa chị của nó? Rồi lại nheo nhóc bám nhau ở nhà hay sao? Nhưng mày cũng không nên làm thế. Nghiệp lắm đấy con ạ. Rồi như nhớ ra điều gì, bà Tư sốt sắng hỏi. Thế mày để xác cháu tao ở đâu? Mày có chôn cất đàng hoàng không hả? Con vứt đi rồi. Mẹ không phải tìm Lan đáp gọn lỏn. Bà Tư nghe con nói thì như chết sững trước sự nhẫn tâm của con gái. Sao mày ác thế hả con? Những ngày sau đó, dù cho hỏi như thế nào, thì Lan đều không nói về nơi vứt xác đứa bé cho bà Tư nghe. Bà bồn chồn lắm vì hơn ai hết bà tin vào nghiệp báo. Bà tin rằng luôn có một thế giới song song đang tồn tại với dương gian. Bà nhiều lần tâm sự, kể cho Lan nghe những câu chuyện tâm linh về oan hồn thai nhi quay lại báo thù cốt để cô đổi lòng mà tìm con của mình về. Nhưng điều mà bà nhận lại chỉ là sự thờ ơ, có khi là tức giận. Mẹ thôi đi. Mẹ đừng nghe mấy câu chuyện vớ vẩn đó mà về hành con gái của mẹ được không? Mẹ chưa thấy con mẹ đủ khổ hay sao? Biết rằng sẽ chẳng thể làm gì được hơn, bà Tư đành ngậm ngùi nhẫn nhịn. Bà sợ rằng nếu làm căng, Lan sẽ dẫn theo hai đứa cháu mà bỏ đi mất. Vậy là trong gia đình không lấy một mống đàn ông, giờ đây chỉ có bốn người phụ nữ nương tựa vào nhau. Hai đứa Vi và Thủy được chuyển đến một ngôi trường gần nhà của ngoại để tiện đường đi lại. Thời gian qua đi cũng như xóa mờ những vết thương mà người bố tàn nhẫn của chúng nó để lại trên cơ thể. Lan được nhận vào làm ở một xưởng may gần nhà, còn bà Tư vẫn tiếp tục công việc đi chợ bán mấy cái rổ tự đan qua ngày. Tuy rằng không dư giả gì nhiều, nhưng cũng không phải lo về cái ăn cái mặc. Mẹ ơi, bọn con về rồi. Vi từ ngoài cổng gọi to vào bên trong. Đứa bé 12 tuổi đèo sau người em gái, chỉ kém mình đôi tuổi phi xe nhanh vào trong nhà. Mẹ ơi, nay chị Vi được 10 điểm đấy mẹ. Thủy chạy vào trong nhà, ôm chầm lấy mẹ khoe. Vi giỏi thế cơ à? Thế em Thủy được mấy điểm? Nghe mẹ hỏi, Thủy lúc này đang định chạy đi rửa mặt thì dừng lại vừa nói vừa cười thích thú. Cô bảo mai mới chấm bài của con nhưng cũng sẽ được điểm cao thôi mẹ. Nghe vậy, Lan kêu cả hai đứa lại rồi ôm chầm lấy cả hai đứa. Con gái ngoan, hôm nay mẹ làm món sườn xào cho hai đứa nhé. Dạ. Tiếng dạ vang lên thật to như tiếng reo vui mừng rỡ. Vi không hiểu sao lúc này nó lại ngơ ngác hỏi mẹ. Ờ, sao vừa nãy con thấy có một đứa trẻ con ở đây mà mẹ? Sao giờ lại không thấy? Lan vừa thái hành vừa hỏi lại. Làm gì có ai đâu con. Lạ nhĩ, rõ ràng từ cổng con nhìn thấy đứa bé đó đang ngồi đu vắt vẻo trên xà nhà cơ mà. Dáng người thì nhỏ quắt như đứa trẻ mới được mấy tháng thôi. Ý mẹ Lan dừng tay. Cô bật cười, đoạn quay sang chỗ con gái nói giọng nửa đùa nửa trêu. Con thấy có đứa bé nào mấy tháng đã đu được trên xà nhà hay chưa? Đến cả mẹ đây chắc gì đã leo được lên đó. Họa chăng, chỉ có ma mới lên được thôi. Nói dứt câu thì Lan cũng tự bật cười về lời nói của mình. Cô ôn tồn giải thích cho Vi. Chắc là đi đường nắng nóng quá nên con sinh ảo giác thôi. Phụ mẹ xếp sẵn mâm bát rồi mời bà xuống ăn cơm đi con. Dù còn đang thắc mắc lắm, nhưng Vi cũng không nói gì thêm mà chạy lên nhà trên để gọi bà ngoại. Nhưng cả hai người không hề biết rằng trên nền nhà đang in hằn những vết chân bé nhỏ đen sì từ trên xà nhà mà dẫn xuống.
Người ta có mẹ có cha, còn tôi thì mất từ khi thành hình. Người ta khăn ấm người thương, còn tôi thì chết một mình cô đơn. Mẹ, mẹ ơi, con tìm được mẹ rồi. Tìm được rồi. Lan đang ngủ thì nghe thấy tiếng oan thán từ đâu đó vọng lại. Cô run người, miệng không tự chủ mà hỏi lại. Ai đấy? Không có tiếng người trả lời. Nhưng cô cảm thấy từng hơi lạnh buốt đang phả vào sống lưng mỗi lúc càng nhiều. Ngồi ở trên giường, Lan sợ hãi nhìn vào cánh cửa phòng đang từ từ mở ra. Quái lạ, rõ ràng buổi tối khi ngủ thì mình đã chốt cửa rồi cơ mà. Sao bây giờ lại bung ra như thế? Đoạn cô lại hỏi thêm lần nữa. Ai vậy? Sao không trả lời? Nửa đêm nửa hôm lại ca cầm cái gì vậy? Nhưng đáp lại cô vẫn chỉ là một khoảng không tĩnh mịch. Bỗng đâu cánh cửa đóng sầm lại như có trận gió lớn thổi qua, làm cho Lan giật mình nhảy dựng lên. Cô nhanh chóng vùng dậy toan định mở công tắc bóng đèn nhưng không thể. Ánh điện cứ chớp nhoáng rồi nổ tung. Lan hét lên kinh hoàng rồi ngất xỉu. Trước mắt cô là hình ảnh của đứa bé gái đang trần truồng đu mình trên dây điện treo bóng đèn. Nó nhe cái miệng đỏ lòm của mình ra cười với cô. Đôi mắt bên có bên không lồi ra trợn trắng nhìn cô chằm chằm. Thân hình quắp queo đó như phát hiện Lan nhìn thấy nó mà cất giọng lanh lảnh. Tìm được rồi nhé. Mẹ, mẹ ơi, Lan, Lan, mày làm sao thế hả con? Tiếng gọi của bà Tư làm cho Lan tỉnh giấc. Cô nhìn ngó xung quanh thấy bản thân trên giường thì thở phào. Con mơ ngủ thôi mà mẹ, sao mẹ lại sốt sắng lên thế? Mày mơ ngủ gì mà sáng ra tao gọi mãi không dậy? Cửa thì lại khóa trong. Tao lấy chìa khóa dự phòng tra vào thì thấy mày đang nằm quay đơ ở trên sàn thế hả? Con Lan mở to mắt, vốn dĩ cô tưởng mình chỉ nằm mơ thấy ác mộng. Nhưng không ngờ lại nằm ngất xỉu trên đất. Điều đó khiến cô trở nên sợ hãi giấc mộng đêm qua. Phút chốc không thể tin nổi. Cô chạy đến chỗ công tắc để kiểm tra đèn điện thì nó vẫn phát sáng. Điều đó như củng cố niềm tin cho Lan. Cô cười rồi nhìn bà Tư nói với cái dáng vẻ điềm đạm. Chắc con ngủ say quá nên lăn xuống đất thôi. Mẹ không phải lo. Thôi để con ra ngoài nấu cơm cho bọn trẻ nó ăn. Bà Tư vẫn không thể yên tâm và có dự cảm gì đó không lành với cô con gái này. Bà toan định gọi Lan lại nhưng rồi thôi. Bà tự lẩm bẩm trong miệng. Chắc do mình suy nghĩ nhiều mà thôi. Hôm nay cũng như thường lệ. Lan ngồi trên chiếc xe Wave để đi đến xưởng may. Trước khi đi cô không quên ngoái lại dặn bà Tư. Mấy nay nắng to lắm mà mẹ, nên mẹ tranh thủ đi chợ về sớm, không là ốm ra đây đâu mẹ. Bà Tư đang chuẩn bị trong mấy cái rổ giá lên cái yên xe đạp đã cũ. Thấy con gái quan tâm thì mỉm cười đáp lại. Ừ mẹ biết rồi. Ngồi trên xe mà Lan thấy trong lòng không yên. Cô như thấy có mối họa đang trực chờ lao đến. Quả nhiên là như vậy. Chỉ chút nữa thôi, nếu như cô không phanh kịp, thì có lẽ xe của cô đã bị một chiếc ô tô lao trúng. Không hiểu sao, đường xá thì rộng lại còn thưa người, nhưng chiếc xe kia lại như không có người lái mà nhằm vào cô để đâm tới. Toàn định lao tới để chửi cho kẻ kia một trận, nhưng nghĩ thế nào cô lại thôi. Chiếc xe ô tô lao vào rìa đường. Tổn thương không nghiêm trọng, nên cô không quan tâm mà vẫn tiếp tục đi tiếp. Phía sau cô còn nghe rõ tiếng tài xế kia nói to, mẹ kiếp. Đang yên, đang lành, chả biết ma xui quỷ khiến gì mà lại đâm vào đây. Còn suýt gây tai nạn. Ôi cái xe mới mua của tôi, Lan bật cười. Đúng là càng giàu lại càng kỳ bo. Nhìn cái dáng vẻ kia thì thiếu gì tiền để mua xe mới. Đoạn cô lại nghĩ đến bản thân, không biết bao giờ mới có thể mua chiếc xe của riêng mình. Nói đâu xa, tiền mua cái xe máy mới để thay cho chiếc xe Wave cũ nát này còn không có. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì Lan bỗng thấy yên xe của mình trở nặng. Cô nhìn ra đằng sau thì chẳng thấy một bóng người, nhưng cảm giác lại như có người trèo lên xe mà ngồi vậy. Khó chịu ra mặt, Lan ngó luôn vào chiếc kính chiếu hậu, thì bàng hoàng nhận ra phía sau người mình còn có một thân ảnh đen thui của một đứa trẻ. Nó nhìn vào chiếc gương, khuôn mặt y hệt như trong giấc mơ của cô ngày hôm qua. Mày là ai? Sao lại đi theo tao? Lan hỏi nó bằng cái giọng run run. Còn đứa trẻ chẳng hiểu bằng cách nào lại trèo lên vai cô, ghé sát miệng vào tai Lan thì thào nói. Mẹ quên con rồi ư? Rồi, nó lấy tay che mắt của Lan lại. Bầu trời của cô như tối sầm, bản thân không nhìn được gì nữa. Một tiếng rầm vang lên dữ dội, chiếc xe máy nằm lăn lóc trên mặt đường. Người dân ở xung quanh hoảng hồn nhanh chóng chạy lại đỡ cô gái gặp nạn vào lề đường. Cô dì ơi, cô có sao không? Sao lại không dưng đầu ngã xe như thế? Lan lúc này đang choáng váng đầu óc do va chạm với mặt đường. Toàn thân ê ẩm đau nhức.
Cô hoang mang hỏi lại những người xung quanh, đứa bé trên xe của tôi đâu rồi? Có ai thấy nó không? Chính nó đã che mắt làm cho tôi ngã như thế này. Đáp lại, cô chỉ là những cái nhìn nghi hoặc, làm gì có đứa trẻ nào? Cô bị hoa mắt hay sao vậy? Nhưng rõ ràng, không để cô kịp trả lời thêm, thì người phụ nữ vừa hỏi thăm cô đã cất tiếng. Thôi các bác, đỡ cô này đến quán nước kia hộ em với. May quá, chỉ bị xây sát nhẹ mà thôi, làm theo lời của người phụ nữ. Lan thấy mình như được người khác nhấc bổng lên trên cao. Một lát sau, cô đã thấy mình ở trong một không gian lạ lẫm, đưa cốc nước đến trước mặt Lan. Bà Năm chủ quán nước lên tiếng. Cô uống nước đi cho bình tĩnh. Sau đó thì băng bó lại vết thương. Lan đỡ lấy cốc nước, tu một hơi uống sạch. Lúc này bà Năm cũng mang ra hộp dụng cụ y tế. Cô lấy tạm để băng bó. Nếu thấy không yên tâm thì qua trạm xá khám lại nhé. Dạ, con cảm ơn cô. Lan nghiến răng tự xử lý vết thương. Cô nhìn về chiếc xe đã không ít hư hại mà thầm chép miệng, lại tốn không ít tiền để sửa nó rồi. Thật là, rồi như nhớ ra điều gì, Lan hỏi dồn người chủ quán. Bà cho cháu hỏi, vừa nãy cháu ngã xe, bà có nhìn thấy đứa trẻ nào ở đó không vậy ạ? Bà Năm đang bưng lấy khay nước toan mang ra ngoài quầy thì dừng lại bảo. Không, tôi không thấy. Lan đơ mặt, quái lạ, rõ ràng chính nó đã khiến mình bị ngã như vậy. Sao lại không thấy được? Có khi nào nó lại là ma rồi? Cô nhớ lại khuôn mặt bé bét của nó, chẳng hề có hình thù gì cụ thể. Đã thế còn lỗ chỗ, như bị thứ gì đó rỉa vào xương thịt. Đang cố gắng hướng suy nghĩ của mình theo hướng khác, thì bỗng nhiên có ai đó nói với cô. Oan nghiệt, thật là oan nghiệt. Chẳng lẽ bản thân cô lại không biết bị vong theo hành hay sao? Cô giật mình đánh thót vì tiếng nói ồm ồm, nhưng đầy uy nghi của người đàn ông trước mặt. Ông ta đang từ tốn uống một ngụm nước, mắt đăm đăm nhìn vào cô. Lan quay ra đằng sau vì ngỡ rằng ông ta đang nói chuyện với ai đằng sau mình. Nhưng ngó nghiêng một lúc vẫn chẳng thấy ai, nên đành ngập ngừng hỏi lại. Ông nói với tôi hay sao? Người đàn ông tầm 60, nước da ngăm đen và mái tóc trắng xóa ra, mang phong thái của một bậc tiên nhân đạo, cốt cười lên khoái trá. Thế cô nghĩ tôi đang nói chuyện với hồn ma đằng sau cô sao? Chẳng hiểu sao. Mà Lan thấy trong mình tự dưng lại ớn lạnh. Truyền từ phía sau như đang có đôi mắt theo dõi mình. Lan lập tức quay ngoắt lại, nhưng tuyệt nhiên không hề thấy ai. Ông nói gì linh tinh vậy? Ma quỷ gì cơ chứ? Ông ta vẫn ung dung. Đôi mắt khẽ long lên một vẻ nghiêm nghị, khiến cho Lan e sợ. Còn cô, nó đang bám trên vai của cô kia kìa. Nó nói, nó nhớ cô lắm và cũng rất hận cô. Nói xong thì ông ta khẽ nhếch miệng cười. Vẻ mặt vẫn bình thản đến mức khó tin. Còn Lan thì từ khi nào đã tái mét mặt mày? Dường như cô đã nhận ra điều mà người đàn ông lạ mặt kia nói, đang ám chỉ đến điều mà cô vẫn luôn tự mình lừa dối bản thân suốt khoảng thời gian gần đây. Cô vẫn cố chấp, lập tức đứng phắt dậy chỉ tay về phía người đối diện quát. Ban ngày ban mặt, đừng lấy chuyện tâm linh vớ vẩn đó ra mà hòng dọa được tôi. Ông còn nói linh tinh nữa là tôi không khách sáo đâu. Nói đoạn cô nhanh chóng bước ra bên ngoài, chào bà Năm chủ quán rồi dắt xe ra về. Trước khi kịp khuất bóng sau rặng cây trước quán nước, cô còn nghe thấy tiếng người đàn ông kia nói đằng sau. Tạo nghiệp, ắt phải gánh nghiệp. Con cô chưa đủ sức mạnh nên mới chỉ xô cô ngã bị thương. Nếu không nhanh tìm cách thì chỉ có con đường chết. Lan ngoảnh mặt lại, nhưng trên con đường bê tông nóng rực, hơi nóng, lại chẳng hề thấy bóng dáng của ai. Trên trán đã thấm đẫm mồ hôi, bóng của cô di chuyển ngày càng nhanh dần. Và đâu đó thấp thoáng bóng của một đứa trẻ, lúc ẩn lúc hiện, ngồi vắt vẻo trên vai mà cô chẳng hề hay biết. Đúng là xui đủ đường mà. Lan tự nhủ khi nghĩ lại những việc đã xảy ra vừa mới đây. Từ những ảo giác giữa ban ngày đến những lời nói quái dị của người đàn ông trong quán nước. Dù không muốn tin, nhưng tận sâu tâm can không biết từ khi nào đã trồi lên nỗi lo lắng về một thế giới vô hình đang bủa vây lấy gia đình cô. Nhưng chỉ thoáng chốc sau cô lại tự cười chính bản thân mình, không biết từ khi nào lại trở nên nhút nhát như vậy. Lan nhanh chóng gửi xe vào chỗ sửa chữa, rồi bản thân thì thuê xe ôm để về nhà. Cô cũng đã gọi điện cho chị chủ xưởng để xin nghỉ phép 2-3 hôm, vừa là để nghỉ hơi sau vụ tai nạn và cũng là trấn an lại tinh thần. Về đến nhà thì Lan đã thấy mẹ ở trong bếp đang hì hục nấu gì đó. Cô cất tiếng chào rồi lê từng bước vào trong nhà. Bà Tư thấy Lan tập tễnh đi thì vội lao ra đỡ cô rồi hỏi dồn. Mày sao thế hả con?
đi đứng kiểu gì thế này? Rồi xe đâu hả? Lan khó nhọc ngồi xuống chiếc ghế nhựa, khẽ cựa người tựa ra đằng sau chậm rãi đáp. Con bị ngã xe. Con để xe cho người ta sửa rồi. Chiều con qua lấy. Bà Tư lúc này đang lật từng manh áo của con lên hòng xem có bị thương nặng ở đâu không, thì lại nghe thấy tiếng Lan cười. Chỉ bị thương nhẹ thôi mà mẹ. Người ta cho con thuốc để bôi rồi. Bà Tư lo lắng không kìm được thắc mắc mà hỏi. Thế sao lại bị ngã? Lan giấu nhẹm cái chuyện mà mình đã thấy đi không kể cho bà Tư, vì cô biết điều đó sẽ chỉ khiến cho mẹ mình lo lắng cho cô hơn mà thôi, nên đành bịa chuyện. Tại con lơ đáng quá, không chú ý nên vấp phải ổ gà rồi bị ngã. Thôi mẹ để con nghỉ chút, mẹ cứ đi nấu cơm đi. Mấy đứa chắc cũng sắp về rồi đó. Thôi được rồi, mày nằm yên ở đó đi. Để mẹ nấu vù phát là ăn luôn đấy. Một lát sau bà Tư đã bê lên một mâm cơm canh ngon lành. Cùng lúc đó, từ ngoài cửa tiếng của Vi và Thủy đã réo vào bên trong. Con về rồi ạ. Vào trong nhà thấy khắp người của mẹ bị chảy xước, có chỗ còn bị băng kín, thì hai đứa trẻ đang tung tăng, chạy nhảy vội lao đến chỗ cô hỏi thăm. Mẹ bị sao thế ạ? Mẹ đau lắm không? Rồi Thủy lấy cái miệng thổi phù phù vào vết chảy ở chân. Vừa thổi vừa nói, bé ngoan nhanh lành lại nhé, đừng để mẹ chị đau. Trước sự ngây ngô của hai đứa trẻ, cũng khiến cho Lan và bà Tư cười rộ lên. Mẹ không sao, hai đứa rửa tay thay quần áo rồi xuống để ăn cơm đi. Thủy và Vi nghe thấy thì nhanh chóng làm theo. Bỗng nhiên cả bà Tư và Lan đều nghe thấy tiếng hét của bọn trẻ đằng sau nhà. Cứu con với, mẹ ơi, bà ơi. Nhanh chóng lao nhanh ra khỏi căn bếp, cả hai người chạy nhanh ra cái giếng ở sau nhà. Đến nơi bà Tư ôm lấy hai đứa cháu gái đang khóc nấc mà hỏi han. Sao thế hai đứa? Sao lại khóc như thế? Vi đưa tay chỉ xuống giếng, giọng run rẩy. Vừa nãy con nhìn thấy có đứa bé đang bơi ở dưới đó. Nó còn gọi con đi theo. Trông nó sợ lắm bà. Thủy gật gật cái đầu ra vẻ đồng tình với chị. Nghe con nói, Lan bước đến thành giếng, ngó đầu xuống xem có ai ở đó không, thì chỉ nhìn thấy một làn nước trong vắt đang gợn chút ít sóng. Làm gì có ai đâu con. Hai đứa lại nhìn gà hóa quốc rồi hay sao? Vi lau nước mắt, nó lò dò đến bên mẹ, cũng đưa đầu nhìn xuống, nhưng lại chẳng trông thấy gì. Nó ngạc nhiên nói. Rõ ràng con với em nghe có tiếng trẻ con ở dưới giếng. Con thấy lạ nên gọi em ra xem. Sau đó, con còn nhìn thấy đứa trẻ đó đang bơi lội ở dưới. Nó còn gọi con và em là chị gái cơ mà. Trông nó kinh khủng lắm, mắt thì lồi ra, miệng thì cười ngoác đến tận mang tai. Nhưng sao bây giờ lại chẳng thấy gì cơ chứ? Nghe Vi nói thì cả Lan và bà Tư đều hốt hoảng. Có lẽ họ đã nhận ra và thấu hiểu được ý nghĩ của nhau nên cả hai đều đưa mắt hướng về đối phương. Bà Tư lắp bắp hỏi cô con gái, có khi nào nó về không Lan? Lan không trả lời. Cô giục bà Tư bế hai đứa trẻ vào trong. Ngồi vào mâm cơm, bà Tư vẫn đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn con gái. Lan lúc này mới lên tiếng. Hai đứa từ sau bớt xem những cái phim ma vớ vẩn đi nhé. Xem giết rồi lại ảo tưởng ra ngoài đời thực. Ban nãy, mẹ đã nhìn rõ rồi. Làm gì có ai ở dưới đó? Cái Vi phụng phịu ra mặt, nó cao giọng nói lại. Rõ ràng cả con và em đều nhìn thấy mà. Đúng rồi, nó giống y chang cái đứa mà con nhìn thấy đu trên xà nhà mấy hôm trước, lúc con đi học về đó mẹ. Nhưng tại sao thứ đáng sợ như thế lại gọi con là chị gái cơ chứ? Gì cơ? Con còn từng gặp nó rồi hay sao? Bà Tư choáng váng hỏi lại Vi. Dạ đúng rồi đó bà. Hôm đó con còn kể cho mẹ mà mẹ không tin. Nhưng không thể kiềm chế thêm được nữa, bà Tư kéo tay của Lan lôi ra bên ngoài. Chuyện này xảy ra bao giờ, sao mày không kể cho mẹ nghe hả? Lan khẽ gắt. Chỉ là bọn trẻ hoa mắt nhìn lầm thôi, sao mẹ phải làm vẻ nghiêm trọng như thế? Bà Tư tức giận, mặt bà đanh lại, nhìn Lan nói. Mày quên đứa con mày đã phá rồi hay sao? Không phải nó về ám gia đình mình thì còn ai vào đây nữa? Mẹ cứ nói linh tinh. Chỉ là câu chuyện chẳng biết thực hư của hai đứa trẻ con mà mẹ cứ phải làm ầm như thế hay sao? Mày đúng là cái con hết thuốc chữa rồi mà. Nhưng tao nói trước, nếu con có hiện tượng này thêm một lần nữa, thì đừng trách tao. Nói đoạn bà bỏ vào bên trong nhà. Nhìn theo bóng lưng của mẹ khuất xa, Lan lúc này cũng không sao an lòng được. Cô luôn thể hiện bản thân trước mặt của bà, nhưng thực chất lại đang vô cùng lo lắng. Cô lo cho hai đứa con thơ đang sợ hãi tột cùng vì hình ảnh của một đứa trẻ ma quái. Nhưng trước mắt cô chỉ biết trấn an chúng và rồi sẽ tìm cách giải quyết sau. Trong suốt bữa cơm, không ai nói với ai lời nào. Dường như mỗi người đều đang theo đuổi một ý nghĩ riêng của mình. Ngay cả hai đứa trẻ, mọi khi vẫn luôn lao bao
nhanh nhảu, hoạt bát, thì nay lại im lặng bất thường. Bỗng đâu bà Tư cất tiếng, làm cho không gian yên tĩnh bị phá vỡ. Hai đứa Vi, Thủy từ sau sang phòng bà ngủ nghe không? Chứ hai đứa bay ngủ riêng bà không yên lòng. Vi đang nhét miếng đậu vào miệng, còn Thủy thì đang cố gắp những lát hành trên bát lén, bỏ ra ngoài, thì giật mình mấy giây rồi đồng thanh đáp. Dạ, Lan định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Cô đợi cho mọi người ăn hết rồi lầm lũi rửa bát. Tiếng bà Tư vang lên có chút lạnh lùng. Mai rằm tháng 7 rồi, chiều tao đi chợ, mua ít đồ về cúng khỏi cần kiếm tao. Lan không nhìn lại mà chỉ khẽ đáp. Vâng. Chiều hôm đó, bà Tư không chỉ đi chợ mà còn lên trên một ngôi chùa gần nhà. Trên đường đi, bà thấy một kẻ hành khất đầu tóc rối bù, quần áo bẩn thỉu bị một người khác xô ngã. Người đàn ông đó ăn mặc sang trọng, trên tay còn bưng một mâm đồ lễ, có vẻ đang muốn vào chùa khấn xin gì đó. Kẻ đó nói với cái giọng chua loét, khiến ai nghe thấy cũng phải khó chịu. Tiên sư cái quân bẩn hèn, mày xem mày đã dây những gì lên quần áo tao như này hả thằng kia? Người đàn bà đứng cạnh, có lẽ là vợ của hắn, cũng lanh lảnh nói theo. Đúng là loại khố rách áo ôm, thấy công thấy phượng lại cứ bám giết thế hả? Đoạn ả ta còn đá cho người hành khất một cái đao điếng vào bụng, mặc cho người hành khất van nài. Ông bà cho tôi xin, tôi đi ngay bây giờ. Bà Tư thấy cảnh đó thì bất bình. Tiến lại đỡ người hành khất kia đứng dậy ân cần hỏi han, cũng không quên nói cho hai kẻ kia một trận. Ông bà sinh ra đã hơn người ở vật chất, nhưng tôi thấy lại rất nghèo. Nghe người đàn bà trước mặt nói thế, vợ chồng người kia thắc mắc. Cả xã này đều biết chúng tôi giàu có như thế nào. Bà nói nghèo là nghèo ra sao? Người vợ nhìn từ trên xuống dưới một lượt thân hình của bà Tư, đoạn nguýt một cái mỉa mai. Thôi, lại là cái kẻ bần hèn. Nghe chi cái thứ rác rưởi như này hả? Bà Tư tức lắm, nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười, đoạn nhìn hai kẻ trước mắt đáp. Ông bà chắc chứ, tôi cũng ở cái xã này mà nào có biết ông bà. Người vợ nghe có vẻ đã nóng máu, bà ta giận dữ quát lên cho khỏi phải ngượng ngùng. Thế rốt cuộc là nghèo cái gì bà nói luôn đi. Không phải kiểu úp mở như thế. Bà Tư cười lớn, hai tay chống nạnh. Bà giàu tiền mà nghèo nhân cách đấy bà. Bà đến khấn Phật mà tâm xà như kia, thì Phật nào độ cho bà. Mụ, người vợ đang định ăn thua đủ với bà Tư, thì lập tức nghe thấy tiếng vỗ tay từ những người xung quanh. Kèm theo đó là những lời nói mỉa mai đầy ẩn ý. Lắm tiền mà ác thế kia, thì trời nào độ được. Chỉ có cái danh khoe tiền là tài. Lão chồng thấy bị xỉa sói, thì nhanh chóng kéo người vợ bỏ đi chỗ khác. Khuôn mặt hai người vẫn hằn lên từng tia tức giận. Lúc đi còn bỏ lại một câu, đúng là xui xẻo, mà bà Tư thấy hai người khuất bóng, thì ở lại trò chuyện một lúc với mọi người, sau đó mới rời đi. Bà vừa bước đến cổng chùa, thì một người đàn ông lạ mặt đến bắt chuyện. Chào bà. Vâng, chào ông. Bà Tư chào xã giao với vị khách lạ rồi toan bước đi, thì ông ta đã nói tiếp. Phải chăng bà thấy lòng mình bất an mà lên chùa khấn Phật? Bà Tư có chút bực mình nhưng vẫn lịch sự đáp lại. Đúng vậy, có chuyện gì sao? Người đàn ông đó khẽ cười, giọng nói trầm khàn vang lên như xoáy vào tâm can của người đàn bà trước mặt. Tôi thấy bà là người tốt, nãy cũng chứng kiến cảnh bà giúp đỡ kẻ hành khất kia, nên mới muốn nói với bà một câu. Nhà bà đang có vong theo, là vong của một đứa trẻ bị phá. Oán khí tích tụ đang ngày càng nồng đậm. Nếu để lâu, e rằng sẽ nguy hiểm đến tính mạng của con gái bà. Bà Tư nghe đến đâu thì dùng mình tới đó. Biết người trước mặt không phải người bình thường nên hỏi giọng gấp gáp. Lại ông, đúng là gia đình tôi đang gặp những điều không thể lý giải nổi. Con gái của tôi bốc đồng nên đã phá thai làm ra nông nỗi này. Ông giúp cho gia đình tôi. Tôi đội ơn ông nhiều. Bà bình tĩnh, đâu còn có đó. Thế này đi, bà viết cho tôi địa chỉ nhà bà vào tờ giấy này. Tôi sẽ tìm đến nhanh nhất có thể. Còn bây giờ, tôi phải đi có việc rồi. Nói đoạn người đàn ông đưa cho bà tờ giấy với cây bút bi. Khi nhận lại toan định rời đi, thì bà Tư hỏi giật lại. Không biết là tôi nên gọi thầy như thế nào à? Cứ gọi ta là thầy hai là được rồi. Sau đó, thầy hai đi thẳng. Không hiểu sao kể từ khi biết đến thầy hai thì lòng của bà an tâm hẳn. Cũng chẳng biết là phường lừa gạt gì không, nhưng đã làm dấy lên hy vọng trong bà. Trở về với khuôn mặt đã giãn đi phần nào, bà Tư kể lại câu chuyện mà mình đã gặp cho con gái nghe. Nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu ngán ngẩm của cô con gái. Mẹ lại có khi bị người ta lừa cho mà xem.
Báo đài chẳng đăng đầy ra đấy thì là gì? Bà Tư vẫn giữ vững niềm tin, đáp lại. Hay cái chị này, người ta đã biết gì đến nhà mình đâu mà lừa với gạt. Mới cả chuyện chị phá thai ngoài tôi ra thì có ai trong làng này là biết. Lan thấy lời của mẹ cũng có phần đúng. Cô không nói gì thêm mà bước ra bên ngoài, tỏ vẻ không quan tâm gì nữa. Sáng hôm sau, hai mẹ con bà Tư cũng đã hoàn thành mâm cúng. Vàng mã cũng đã chuẩn bị xong, chỉ đợi đến giờ là hóa. Bà Tư đang trông mâm cơm cúng, vì sợ có con mèo hoang nào đến phá thì không lành, thì đứng phắt dậy ngó ra ngoài. Bà nhìn ra cây hoa giấy đang tung bay từng cánh hoa trước cổng. Nhưng điều bà để ý lại là dáng hình nhỏ thó đang ngồi ở phía dưới. Bóng hình mập mờ khiến bà không tài nào có thể nhìn rõ. Đứa nào ở ngoài đó thế? Sao không vào trong mà ngồi đó làm gì? Không có tiếng người đáp, đứa trẻ nhỏ vẫn cúi gằm mặt xuống đất. Bà Tư thấy lạ, vội vàng bước ra bên ngoài. Đến thềm thì bà bỗng đứng khựng lại, vì bây giờ lại không thấy ai đứng ở đó nữa. Lạ nhỉ, vừa thấy nó ở đây mà. Toan vào trong thì lông tơ bà dựng đứng, một giọng nói âm u xa xăm truyền lại. Giọng nói đó ngắt quãng như một đứa trẻ đang bập bẹ nói. Bà ơi, cháu lạnh lắm, cháu đói lắm. Sao bà không cúng cho cháu ăn hả bà? Bà Tư khẽ quay người sang phía phát ra giọng nói. Một đứa bé nhỏ thó với hình hà quái dị đang ngồi bệt ở dưới chân cây nhang góc sân. Từ trên người nó, từng thớ thịt rơi xuống như muốn tra tấn tinh thần của bà. Bây giờ bà chỉ kịp hét lên một tiếng rồi ngất lịm. Lan, Lan ơi! Nghe tiếng mẹ gọi, giọng đầy kinh hoàng, Lan nhanh chóng chạy từ phòng ra nhà. Thấy bà Tư đang nằm sõng xoài trên mặt đất thì hốt hoảng chạy lại. Mẹ, mẹ sao thế này? Nói đoạn cô xốc bà Tư lên đưa vào trong nhà. Được cô con gái đánh gió hồi lâu thì bà Tư cũng tỉnh lại. Nhưng ánh mắt của bà luôn ẩn hiện nỗi sợ hãi tột độ. Bà đánh vào người cô con gái, vừa mếu máo vừa nói. Rốt cuộc mày để cháu tao ở đâu? Để nó về kêu đói kêu lạnh thế hả? Mày muốn hại cả nhà này hay sao? Lan nghe mẹ nói thì gặng hỏi mọi chuyện và được bà Tư kể lại toàn bộ. Bây giờ chẳng thể nào dối lòng được nữa. Vẻ mặt của Lan trở nên tái mét kinh hoàng. Con vứt nó ở đoạn sông Hồng cạnh làng mình. Nhưng đã mấy tháng rồi làm sao mà vớt nó lên được cơ chứ? Tay của Lan đã bắt đầu run run, còn bà Tư nghe con nói thì bàng hoàng. Tao tưởng mày nói trêu, ngờ đâu mày lại ác như thế mà vứt con ruột xuống bờ sông lạnh lẽo. Thôi được rồi, ráng đợi thầy hai đến, ắt thầy sẽ có cách giải. Bà Tư nói xong thì khó nhọc nhấc thân thể ra khỏi chiếc giường. Bà tiến đến bàn thờ gia tiên, thắp nhang rồi khấn vái. 9 giờ tối hôm đó, khi màn đêm đã bao phủ lấy vạn vật, thì từ trong một góc quạnh hiu, một thứ gì đó lao ra với tốc độ chóng mặt. Nó leo lên mái nhà của bà Tư rồi ngồi đó như đợi chờ. Tiếng chó trong làng rú lên inh ỏi khiến người ta phải rợn tóc gáy. Lan đang thiếp trong giấc mộng thì mở toang đôi mắt kinh hoàng nhìn lên trần nhà. Có thứ gì đó đang không ngừng rơi xuống mặt của cô. Hình như đó là nước, nhưng không, nó lại bốc lên mùi tanh như máu. Toan chạy lại bật đèn thì Lan chết điếng, khi không gian vang lên một thứ âm thanh ma mị. Mẹ ơi! Sao mẹ bỏ con hả mẹ? Con đói lắm, con rét lắm, mẹ có biết không? Lan trùm chăn kín người, mồ hôi ướt sũng cả áo. Cút đi, tao không phải mẹ của mày. Đồ ma quỷ! Đáp lại cô là tiếng cười the thé đến chói tai của đứa trẻ. Đồ ác độc! Đồ xấu xa! Bà ác lắm! Bà ác lắm! Rồi mọi thứ lại trở nên im bặt. Lan mở chăn ra, nhìn ngó xung quanh nhưng chẳng thấy bóng dáng của hồn ma nào. Cô thở phào, nhưng chưa được bao lâu thì nghe thấy tiếng cửa mở ken két bên ngoài. Sao tối rồi mà ai còn ra ngoài thế kia? Lan bước xuống giường, cô từ từ đi ra bên ngoài. Lần theo tiếng động đi ra tới gian giữa của ngôi nhà, thì Lan đứng lại. Vi, sao con ra đây làm gì? Người Lan hỏi là Vi. Nó đang đứng quay lưng lại với cô. Nhưng không hiểu sao con bé lại chẳng hề trả lời. Cô đi tới đưa tay chạm vào vai nó thì run lên vì cảm giác lạnh toát truyền từ cô con gái của mình sang. Vì, sao mẹ hỏi mà không trả lời vậy con? Lúc này như đã nghe thấy tiếng của mẹ, Vi quay lại, nó cười lên thích chí nhưng lanh lảnh đến ghê người. Mẹ để chị đi với con nhé mẹ. Cho chị xuống chơi với con nào. Lan bàng hoàng, cô lật người ra sau khi chứng kiến cảnh quái dị đang xảy ra trước mặt. Không biết từ lúc nào mà Vi con gái của cô đang hằn lên từng gân máu trên mặt của nó. Không đợi Lan trả lời, Vi đã lao vụt ra bên ngoài. Đi nào, đi nào. Mình cùng nhau chơi bình tĩnh giây lát, cô lao vào phòng rồi gọi bà Tư dậy.
Con bé Thủy nghe thấy động, cũng lật đật đi theo. Cả ba lao ra bên ngoài, nhưng lúc này lại không thấy bóng của ai. Bỗng từ đâu, một giọng nói vang lên đầy vui vẻ. Mẹ tìm con sao? Mẹ nhớ con à? Cả ba ngước lên trên, con bé Vi đang đứng ở trên mái nhà, tóc xõa ra tung bay trước gió. Bà Tư nhẹ nhàng đưa bàn tay ra trước mặt nói. Vi, cháu ngoan của bà, cháu xuống đi. Trên đấy nguy hiểm lắm, Lan cũng nói theo. Xuống đi con, đừng làm mẹ sợ. Vi nhìn Lan, nó cười lên khoái trá. Giọng cười nghe thật ấm ức và chua xót. Các người thương nó đến vậy sao? Thế sao lại chẳng hề thương tôi như thế? Có bao giờ các người nhớ đến tôi hay chưa? Tiếng của nó gằn lên nghe thật dữ dội. Lan bật khóc, cô quỳ xuống lại lục. Mẹ xin con, là mẹ có tội. Đừng làm hại chị của con. Nó cười khẩy, khuôn mặt co rúm lại. Đừng hỏng, tao sẽ giết hết. Giết không chừa một ai. Đoạn nó toan nhảy xuống, thì từ đằng sau một lá bùa xé gió lao tới, kèm theo là một giọng nói nghiêm nghị. Đừng làm loạn nữa. Ngoan ngoãn theo ta đi. Đó không phải ai khác, mà chính là thầy hai. Không biết từ lúc nào, thầy đã leo lên kịp lúc. Vi bị lá bùa va vào thì kêu rên đau đớn, chân run run như ngã quỷ. Thầy hai nhanh chóng chạy đến ôm lấy thân hình đang lảo đảo trước mặt. Những viên ngói bị xô rơi vỡ vụn trên mặt đất. Trên mái nhà cao vót, hai thân hình đang tựa vào nhau để cố đứng vững. Con bé Vi vẫn vùng vẫy loạn xạ. Cố để nhảy xuống thì bị thầy hai kẹp lấy hai tay ép chặt. Vong Nhi như biết không thể làm gì được người đàn ông trước mắt, nên nó đành bất lực gầm rú mà không biết làm gì hơn. Thấy hai mẹ con bà Tư vẫn đơ, người trơ mắt đứng nhìn, thầy hai trợn mắt quát. Còn không lấy cái thang hay cái gì ra đây để tôi xuống mà còn ở đó đứng nhìn. Như bừng tỉnh, Lan tiến vào trong bếp, vác chiếc thang gấp để dưới hiên nhà. Không hiểu vì đã bình tĩnh hay thầy hai có phép thần thông mà nó ngoan ngoãn theo thầy leo xuống. Đáp đất an toàn, Lan bấy giờ mới nhìn thấy người đàn ông đã ra tay cứu giúp mình. Lan ngạc nhiên, miệng há lớn. Ông là... Không sai. Người đàn ông trước mặt là thầy hai, cũng là người có lòng tốt nhắc nhở cô ở quán nước. Đang định nói gì, thì cô nghe có tiếng khóc nỉ non. Khẽ quay lại, cô thấy Vi đang khóc. Lan khóc nấc, cô ân hận vì những điều mà mình đã làm, nhưng mọi chuyện đều không thể nào thay đổi. Cô lết đến chân con gái, đưa tay ôm lấy người con mà cô đã nhẫn tâm bỏ đi mà thút thít. Mẹ xin lỗi con. Cái ôm duy nhất và cũng là cuối cùng mà Vong Nhi có thể nhận được trước khi theo thầy hai lên chùa. Nó đã chấp nhận tha thứ cho người mẹ đã bỏ nó. Bà Tư và Lan tìm đến nơi chôn cất đứa trẻ, sau đó chuyển về gần nhà cho tiện bề khói lửa. Nhiều lần Lan mơ thấy đứa trẻ hiện về với dáng vẻ vui tươi. Nó khoe những chiếc áo mới, váy mới mà cô đã hóa từ trước cho nó. Mẹ ơi, váy đẹp quá mẹ ạ. Hôm nay con cũng được ăn no nữa. Ai sinh ra cũng đều có số phận riêng của mình, nhưng chẳng ai có thể tước đi quyền nhìn thấy ánh sáng của bất kỳ ai. Cũng chẳng thể vì chút nông nỗi mà bất chấp tính mạng của người khác. Không biết rằng ở thế giới ngoài kia, mỗi ngày đã có biết bao vong linh ra đi vì sự vô tâm đấy. Và chẳng phải câu chuyện nào cũng chỉ cần lời xin lỗi mà yên ổn về sau. Tập truyện hôm nay tới đây đã hết. Quý khán giả ủng hộ kênh bằng cách ấn like, và ai chưa đăng ký cho kênh một lượt đăng ký nhé. Ủng hộ tác giả, ấn theo dõi trang tác giả, mình có để ở phần thông tin mô tả video. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.